Thì anh đang lo cho Nguyên An quá thôi ạ. Miễn là hôm tới nó lái xe tới tận đây đón hai mẹ con nhà chị rồi quà cáp cho mẹ đàng hoàng thì cũng còn được, chứ để hai mẹ con đi taxi như thế này cứ như là bị đuổi khỏi nhà không bằng ấy. Anh lấy tư cách gì mà khuyên bảo tôi? Anh chồng của Dung à? Hay là người yêu cũ? Nếu như thực lòng mong muốn một điều gì đấy thì tư cách gì không quan trọng. Tôi sẽ sớm rời khỏi Vũ gia thôi. Tôi hứa. Tôi đánh giá quá thấp anh và mẹ anh khi bước chân vào Vũ gia này. Trước khi đặt chân về Vũ gia, tôi đã xác định tôi sẽ lấy lại tất cả những gì đáng lẽ ra thuộc về mình. Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu, có lẽ không nên khơi lại mọi chuyện, dù là tình yêu hay sự hận thù trong quá khứ. Tốt nhất nên để nó ngủ yên và tiếp tục sống với hiện tại. Nhưng cuối cùng vẫn phải quay lại vì nuối tiếc à, đúng không? Em muốn cái gì đấy? Không có gì cả. Đưa xem nào. Không có gì cả. Đưa anh xem nào. Đưa anh xem nào. Bỏ ra. Sao em lại uống thuốc này? Tại sao lại uống thuốc này? Cái này là bác sĩ kê. Bác sĩ nào kê? Em bị trầm cảm. Thuốc này không dành cho phụ nữ có thai. Bác sĩ nào kê? Đang định làm gì hả? Cô có còn là người nữa không? Cô muốn giết con tôi à?